Trở lại cập nhật câu chuyện không tưởng đến từ tiểu bang New York. Đó là làn sóng đỏ thật sự đã diễn ra từ tiểu bang New York trước cuộc bầu cử 2022. Đương nhiên đảng Cộng Hòa không nắm được cái số nhiều hơn sự dự đoán. Nhưng một số của tiểu bang cần thiết của đảng Dân Chủ như là tiểu bang New York, tiểu bang hoàn toàn xanh, đảng Cộng Hòa đã làm tuyệt vời về điều này. Và đó là cái mà thật sự chúng ta cần phải học hỏi cho cuộc bầu cử 2024. Trên màn ảnh của chúng ta, cuộc bầu cử 2022, đảng Cộng Hòa đã pick up được 4 ghế tại tiểu bang New York, câu chuyện mà gần như không tưởng. District số 3. District số 3 tại tiểu bang New York, ông Santos đã chiếm 54% là ghế đầu tiên được pick up. District số 4, 51.9% là ghế thứ hai được pick up. District số 17, 50.4%. Trong khi đó, thành viên của đảng Dân Chủ chỉ có 49.5%, đảng Cộng Hòa đã pick up một ghế. District số 19, đảng Cộng Hòa đã chiến thắng trên một ghế. Để một tiểu bang và thành trì của đảng Dân Chủ New York và đảng Cộng Hòa có 4 ghế ở trên cái hạ viện thì âu đâu, đó là một chiến thắng cũng rất là đáng khích lệ. Và đó là câu chuyện ngắn để cập nhật cái tình hình tại cái tiểu bang New York cho quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo. Chào tạm biệt.